Thưa quý vị, theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre, trong tháng 4 năm 2023, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 449 tỷ đồng, lũy kế 4 tháng đạt 2.071 tỷ đồng, đạt 38,4% dự toán trung ương giao và 37,2% dự toán địa phương phấn đấu, tăng 5,1% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách địa phương trong tháng 4 khoảng 876 tỷ đồng, lũy kế 4 tháng 3.743 tỷ đồng, đạt 29,5% dự toán trung ương giao và đạt 29% dự toán địa phương phấn đấu, tăng 13,3% so với cùng kỳ. Ước giá trị giải ngân kế hoạch vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước trong tháng đạt 402,5 tỷ đồng, lũy kế 4 tháng 1.869 tỷ đồng, tăng 2,9% so với cùng kỳ, đạt 34,4% kế hoạch vốn năm 2023. Để phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu chỉ tiêu phát triển kinh tế đã đề ra năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có chỉ đạo các ngành địa phương tập trung thực hiện hai nhóm giải pháp quan trọng là tăng thu ngân sách để tạo nguồn lực phát triển kinh tế xã hội và thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các ngành địa phương rà soát quản lý tốt các nguồn thu để thu đúng, thu đủ, chống thất thu ngân sách, tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, thanh tra để quản lý và tăng thu ngân sách nhà nước đối với các hoạt động thương mại điện tử, nền tảng số, kê khai hai giá khi chuyển nhượng bất động sản nhằm trốn tránh nghĩa vụ tài chính, gây thất thu cho ngân sách nhà nước, kiểm soát chặt chẽ việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất nhưng chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính. Triệt để tiết kiệm chi, nhất là chi thường xuyên, cắt giảm các khoản chi không thực sự cấp bách, đồng thời chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập tổ công tác vận động các doanh nghiệp có đặt chi nhánh, nhà máy, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh nhưng do cơ quan thuế ngoài tỉnh quản lý thực hiện nộp thuế cho tỉnh trong thời gian tới và một tổ công tác tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình thu ngân sách. Về các giải pháp tập trung để thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các ngành các cấp lưu ý những nội dung như sau. Đó là tập trung đầu tư nguồn lực, phối hợp tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong triển khai các công trình, dự án trọng điểm, hỗ trợ nhà đầu tư hoàn tất thủ tục triển khai các dự án, ưu tiên cho các dự án đầu tư từ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, rà soát, xem xét thực hiện việc điều chỉnh, điều chuyển vốn phù hợp giữa các dự án với nhu cầu thực tế triển khai thi công xây dựng công trình, đảm bảo tuân thủ theo quy định về tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn được giao, đồng thời tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện 11 công trình, dự án trọng điểm theo nghị quyết Đại hội 11 Đảng bộ tỉnh và hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục triển khai thi công nhanh các dự án, công trình bố trí vốn khởi công mới trong năm 2023.